Thưa quý vị, giá vàng miếng SJC hôm nay chứng kiến mức tăng cao chưa từng có, đắt thêm 1,6 triệu đồng một lượng và lập đỉnh cao kỷ lục 89,5 triệu đồng một lượng. Kết thúc phiên chiều tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC đạt mốc 87,2 đến 89,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này cao hơn gần 2 triệu đồng so với phiên ngày hôm qua. Tương tự tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 86,8 đến 88,3 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC ở mức 87,2 đến 89,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC không ngừng tăng và đạt đỉnh cao nhất lịch sử trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm nhẹ, đứng quanh ngưỡng 2310 USD một ounce.